tôi đã làm thất vọng mọi người. Và xin lỗi. Và thất vọng nó sẽ trong điều gì? Thất vọng là nằm trong là công việc đang được tích cực thực hiện để mà mở một công ty tại Trung Quốc. Và cái doanh nghiệp đó sẽ làm gì? Doanh nghiệp đó sẽ sản xuất thiết bị gia dụng và dụng cụ điện, sử dụng cái bản dựng từ gỗ đĩa với kết hợp cuộn dây. Và họ sẽ có quyền sản xuất động cơ bằng các bộ điều khiển. Và tất cả các dây và doanh nghiệp này sẽ có đầu tư từ các nhà nước ngoài. Họ sẽ tiếp quản chi phí để mà tạo ra các công cụ và đầy đủ vốn lưu động, có nghĩa là sau đó mọi thứ đều cần thiết đưa vào để mà dàn dựng sản xuất, triển khai sản xuất cho lô đầu tiên. Và đã lên kế hoạch dự định này, hãy nhớ rằng tôi đã nói là dự định nhé. Và cái kế hoạch này sẽ không quá sau 4 tháng. Và Solmark sẽ nhận được phần trăm từ mỗi sản phẩm phát hành và bán. Nhưng mà nó vẫn chưa được xây dựng. Và chưa được xây dựng. Còn cái phát triển đầu tiên thì mọi thứ đang được thực hiện theo những thứ mà cần thiết để mà sản xuất và thương mại nó. Thì điều đấy có tốt hay không? Tôi nghĩ là tốt. Và nhân chứng những gì mà chúng ta cần giải quyết vấn đề sau này nữa. Bởi vì khi nào doanh nghiệp sẽ hoàn thành thì có kế hoạch cùng với bên Trung Quốc cung cấp thiết bị giống nhau để mà sản xuất các sản phẩm ở trên nhà máy của chúng tôi. Và nếu mà nhà máy đã sẵn sàng bây giờ thì chúng tôi đã sản xuất ở đây. Nhưng mà dù sao thì thực tế là vẫn là thực tế thì nó sẽ can thiệp vào việc xây dựng không? Và nó sẽ không can thiệp. Đó là một cái quá trình song song. Và cái công việc này để tạo ra cái ổ đĩa này bắt đầu từ năm 2009, khi mà chúng tôi đang làm Interschool. Và lúc đấy thì đã làm và không ra cái gì cả. Rằng là Interschool, cái doanh nghiệp đó nó từ của Nga đã thành của Trung Quốc. Cơ sở và các nhà tài trợ mà ai sẽ lấy cho trường hợp này, nó không phải là Interschool, sẽ lựa chọn nó mô hình thương hiệu hoàn toàn khác và sẽ được hoàn thiện làm bằng các bộ phận nhựa dưới những các mô hình cho vị trí cổ đĩa của chúng tôi. Và có kế hoạch là sẽ làm trong năm nay. Nói như nào nhỉ? Tức là ra mấy loại sản phẩm? Khoảng tầm 6 loại. Nhiều hơn chắc là không làm được, nhưng mà tôi dự định nếu mà may ra thì sẽ được thêm 2-3 cái thì rất là tuyệt vời. Bây giờ đang thử nghiệm ở mọi thứ và các phương án và theo thương hiệu nào và đâu sẽ được bán ở đâu và trình bày tại thị trường nào. Tương nhiên là các lô đầu tiên sẽ được phát hành ở Trung Quốc, sẽ chứng nhận theo cái cách riêng của họ. Còn chúng tôi sẽ chứng nhận theo cách của chúng tôi. Các lô này sẽ có các mẫu sẽ đưa đến cho đến những nơi khác nhau để mà quảng cáo công ty. Cái quyền mua lại đầu tiên sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư và đối tác. Đó là điều chắc chắn và không bàn cãi. Nếu mà không đủ cho thế giới bên ngoài thì chúng tôi sẽ đợi lô sau. Nếu mà kịp thì sẽ lấy lô này và bán. Trên thị trường trong nước sẽ bán sản phẩm mà được sản xuất ở đây. Đây là những một số thông tin, tin tức xấu của chúng tôi.
ai đó sẽ thấy khó chịu, còn ai đó thì đã đợi chờ cái tin tức này từ lâu. Tại vì mỗi người sẽ cảm nhận tin tức này khác nhau. Tại vì là như người ta nói thì đồng xu có hai mặt. Cho nên là đối với các hater thì tin tức này sẽ là khó chịu. Nhưng mà làm gì được đây? Và tôi muốn nói thêm là hiện giờ đang soạn thêm mấy hợp đồng để mà thực hiện công việc và đã chỉ định điều khoản giao hàng, số lượng, sản phẩm, giao. Điều này cũng áp dụng cho các sản phẩm, những phát triển mà chúng tôi đã làm trước đây. Như là động cơ bánh xe, các cái bộ điều khiển đã được biểu thị khối lượng cho đầu ra. Những đầu ra này có thể là thực hiện trên thiết bị mà chúng tôi đã mang trở từ Trung Quốc nhờ Victor Adesov. Và như các bạn thấy đấy, thì hóa ra châu Âu đang cố chống lại, thì Trung Quốc, với Trung Quốc thì chúng tôi đang từ từ ngoại giao. Vì vậy, nước làm mòn đá, và tôi nghĩ Trung Quốc sẽ cung cấp cho châu Âu rất là nhiều. Nhưng mà với nguyên tắc thì nó có thể được thực hiện theo một cách khác. Nhưng mà kinh doanh không tương tác, không liên quan với Liên bang Nga vì các lệnh trừng phạt được áp dụng. Đó là lý do tại sao tôi phải hoạt động như vậy, và chúng tôi không muốn bây giờ nghe như là các bạn có thể tìm ra cách thoát khỏi tình huống và luôn luôn sẽ tìm được cách thoát. Vậy cho nên là họ đã đưa ra lệnh trừng phạt. Đừng có nghe thở nhé. Và đây là những tin tức của chúng tôi cho ngày hôm nay.